Chuyển sang một số thông tin khác, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình vừa phát động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn quận đã ghi nhận 27 ca mắc sốt xuất huyết và chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Bệnh nhân mắc tại 11 trên 14 phường, 3 trên 14 phường ghi nhận ca mắc là Điện Biên, Giảng Võ và Thành Công. Quận Ba Đình sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Gia đình và cộng đồng thường xuyên kiểm tra, lật úp các vật dụng chứa nước và triển khai phun hóa chất diện rộng, diệt muỗi trưởng thành tại các điểm có nguy cơ cao.